bậc lùa một thời tranh che vách nứa. Trong gian nan những con thuyền vẫn chờ đầy nắng vàng ươm mầm xanh cho tương lai, gieo hạt giống cho đời. Nghề dạy hôm của chúng ta là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Như dòng sông bao năm vẫn thầm lặng trôi, một dòng đời đang tỏa ngát hương thơm. Ngọn đèn thâu đêm nở bừng từng trang giao án, chúng ta mang theo tình yêu nét chữ tiếng hát từ trái tim người giáo viên nhân dân ơi, biết mấy tự hào nghề dạy học của ta. Từng ánh mắt em thơ từ bụng dạng yêu thương cho bao lớp chim hồng chắp cánh bay xa, mùa phượng vĩ đi qua lòng giáo xuyên bâng khuâng. Quen tiếng em thơ gọi lòng ta tự hào thay ngành giáo dục thành phố Lai Châu, nơi có những con người biết vượt lên trong gian khó, nơi những con người có khối óc bàn tay tràn đầy niềm tin miệt mài dựng xây. Những ngôi trường hôm nay đang bừng lên nắng ấm ban mai. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lai Châu mang niềm tin của Đảng, lý tưởng của người ta đồng lòng dựng xây tương lai. Những lớp học đơn sơ gió bậc lùa một thời tranh che vách nứa. Trong gian nan những con thuyền vẫn chờ đầy nắng vàng ươm mầm xanh cho tương lai, gieo hạt giống cho đời. Nghề dạy học của chúng ta là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Như dòng sông bao năm vẫn thầm lặng trôi, một dòng đời đang tỏa ngát hương thơm. Ngọn đèn thâu đêm nở bừng từng trang giao án, tình yêu nét chữ tiếng hát từ trái tim người giáo viên nhân dân ơi, biết mấy tự hào nghề dạy học của ta. Từng ánh mắt em thơ từ bụng dạng yêu thương cho bao lớp chim hồng chắp cánh bay xa, mùa phượng vĩ đi qua lòng giáo xuyên bâng khuâng. Thân quen tiếng em thơ gọi lòng ta tự hào thay ngành giáo dục thành phố Lai Châu, nơi có những con người biết vượt lên trong gian khó, nơi những con người có khối óc bàn tay tràn đầy niềm tin miệt mài dựng xây. Những ngôi trường hôm nay đang bừng lên nắng ấm ban mai.